chào tất cả mọi người nha. Chào các bạn nha. Bây giờ là anh em mình đi thăm bẫy con chuột ở trong này mọi người ạ. Thì hôm qua là mình có đặt bẫy ở đây, không biết là có được hay không nữa. To rồi đấy. Thì anh em mình đang đi vào để bẫy luôn. Bây giờ là đi thăm bẫy luôn. Bây giờ cũng nắng ra rồi. Ở đây có chim bay đi rất nhiều mọi người ạ. Thì ra là nó ăn quả này. Dạ. Đây. Quả gì? Nó ăn quả nó lò này này. Wow. Cái này quả này ăn được không nhỉ? Thì hái xuống xem thử đi. Cái này chắc là chim ăn được, người cũng ăn được. Hái xuống đi. Đây đây, đi xuống đây đây. Con chim ăn quả này luôn. Chim ăn chắc được, là ngọt đấy. Quả này nó ngọt mà. Nhìn đỏ thế này là khả năng ngọt. Hái xuống mấy chùm đi. Wow. Ăn không? Cho mình xem thử nào. Quá đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ xem. Wow, rất đẹp luôn. Quả này nhìn chắc ngọt đấy. Có nhiều nước vào đây. Màu đỏ. Chưa ăn bao giờ đâu. Này, nếm thử xem. Nếm thử xem. Chim nếu ăn mà được, ngon ăn là được. Sợ gì. Wow, hôm nay mời mọi người nhá. Ngon không? Ngon không? Sao đấy? Đánh thế. Sao đấy? Đắng à? Quá đắng luôn. Không ngờ là đắng như thế mà con chim nó ăn được. Này, nhìn thế mà nó đắng nhỉ. Thôi đi thăm bẫy chuột đi. Ngọt chứ. Trời. Wow, hoa đẹp thật. Đâu đâu đâu. Rất đẹp mọi người ạ. Đây. Cái này mang đi trồng ở nhà là quá tuyệt đấy. Wow. Ăn được không nhỉ? Đây gần tới rồi đấy. Bên kia đây mọi người. Ủa, cái gì ấy? Đi đây. Quả này. Ai ném à? Ờ, quả này nó rơi, nó tự rơi. Mùa này nó bắt đầu khô rồi, nó bắt đầu rơi xuống rồi. Cái này mà rơi trúng đầu thì đau lắm. Khả năng nhất phải là thôi, đằng sau là đội mũ nó dày một cái mũ nào dày một tí. Tốt nhất là người già rất nguy hiểm. Nên vào rừng đâu. Quả này nó nặng mà rơi vào đầu là rất nguy hiểm luôn. Rơi phần đầu là đau đấy. Không trúng đầu mình. Để xem nào. Chỗ nào nhỉ? Thì nhỉ? Bẫy chuột đấy. Bên kia là bên kia cái. Cái thong này. Nhanh lên vào đi. Thăm đi. Chỗ nào nhỉ? Tí nắng, trời nắng có còn về nữa. Đâu, thấy không? Không được à? Không có. Ờ, cái này không được. Không được. Đấy. À, kia được một con kìa. Một con. Phóng to cho mọi người xem đi. Wow. Đây là chuột này nhỏ thế nhỉ. Đây là loài chuột nhỏ. Vừa nãy là con không thấy luôn nhỉ. Cái lá cây nó che nó lấp. Nhanh. Ở kia nữa đây. Thăm cái khác nào. Wow. Con được à? Wow. Wow. Cái này, cái con này to này. Wow. Đây, cái này thì đủ ăn rất béo luôn. Nhìn chỗ nào nữa nhỉ? Anh lên tí chúng nó chạy mất đấy. Có con là nó sập bẫy rồi mà nó kiểu nó thường hay sập bẫy và nó kẹp được đuôi thôi mọi người ạ. Nó đứt đuôi rồi nó chạy. Hôm trước mình đi bẫy là thường như thế lắm, có con là nó chạy mất đấy. Được không? Đó, cái gì? Cái hoa gì đây? Hoa héo rồi. Làm đẹp đấy. Không được à? Wow. Đấy nước rất sạch và mát mọi người ạ. Anh em mình sẽ lấy nước ở đây. Nếu mà chủ bể nước thấy mình lấy nước thì thông cảm cho mình nhá. Không dấm chân vào cái bể đâu. Đây không dấm chân vào đó nhá. Nếu chủ bể nước có thấy đấy. Mình cũng không biết là đây là bể nếu nước ai đâu. Về thì mà thì thông cảm nhá. Đây không dấm chân vào đâu. Có khi về lại bị chửi đấy. Đấy bây giờ đang nướng sắp chín rồi mọi người ạ. Xong hết rồi mọi người ạ. Wow. Rồi bắt đầu ăn thôi. Wow. Thế mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mm.
quá ngon. Vâng, tuyệt vời ơi. Ngon đấy nhỉ. Ở rừng thì lật nướng thì nó ăn nhiều rồi. Lật thì lúc nào cũng nướng thôi. Hầu như là toàn nướng ăn thôi. Hay là mai kia làm anh em mình trên 7 giờ thì làm nồi lẩu thử một bữa nhỉ. Phải lên trên cao à. Lại chật to như kia chưa? Được chật to thôi. Chật nhỏ thế này cũng ăn nhiều rồi. Phải đẩy chật mà muốn cho bằng bắt tay này mọi người ạ. Đấy ngon. Là một bữa ngồi lẩu chật thì. Lẩu chật thì cũng là chan mà thôi. Này, nhìn quá ngon luôn mọi người. Wow. Còn hai miếng thôi. Ui giời, ớt này cay mà ăn thế không cay à? Ừ, bình thường. Ui giời ơi. Bình thường cái cay tèo thì ớt này. Quá tuyệt vời. Ui dồi ôi. Cay ớt ăn hết luôn.